Linh Toàn xin được chào mừng quý vị khán giả, đặc biệt là các bé thiếu nhi. Chúng ta đang đến với chương trình Hãy nghe tôi hát phiên bản nhí. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long cùng Z Studio phối hợp thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị khán giả, qua mỗi vòng thi, dường như chúng ta càng ngạc nhiên hơn về khả năng của các thí sinh của chúng tôi. Khả năng ca hát, khả năng trình diễn và cả sự hiểu biết của các bé về những bài hát mà mình thể hiện nữa. Và đêm nay, chúng tôi mời quý vị chúng ta bắt đầu bước vào vòng thứ 3 của chương trình Hãy nghe tôi hát phiên bản nhí. Và chúng tôi xin phép mượn một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Cánh én tuổi thơ, để mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những ca khúc quen thuộc với quý vị khán giả, phù hợp với lứa tuổi của các em. Và Định Toàn tin chắc rằng ngay cả những người lớn, khi nghe những ca khúc này, chúng ta sẽ cảm thấy cả một miền ký ức quay trở về, một miền ký ức tươi đẹp của những ngày xa xưa ấy. Và bây giờ là lúc Đình Toàn mời quý vị chúng ta hãy cùng chào đón những vị giám khảo chúng ta. Hãy cùng chúng tôi chào đón giám khảo xuyên suốt của chương trình, ca sĩ Võ Hà Trâm, và hai giám khảo khách mời, ca sĩ Quốc Đại và ca sĩ Minh Sang. Hôm nay chủ đề chúng ta là cánh én tuổi thơ, sẽ là những bài hát gợi nhớ là những kỷ niệm, những ký ức tuổi thơ. Thì bây giờ không biết là trong các cô chú thì có những cái ký ức nào mà mình thấy đáng nhớ nhất, khó quên nhất mà có thể chia sẻ với Đình Toàn cũng như khán giả và các bé không? Khỏi nói đi, để anh nói cho. Dạ, tại Toàn nhìn vô Quốc Đại giống như là nói ở đây anh già nhất, cứ nói trước đi. Dạ không phải, em nghĩ là anh lớn nhất thì anh có nhiều ký ức hơn tụi em. Bởi vì thấy ánh mắt là nó thôi để anh tự nói luôn. Dạ. Khỏi hỏi. Còn thật sự là khi mà nhận lời ngồi với cái chủ đề mà cánh én tuổi thơ là Quốc Đại rất là thích. Có những ký ức mà bây giờ là không bao giờ thấy được luôn. Đó là hồi nhỏ là hay được kìa. Chơi những trò chơi dân gian, đánh đáo nè, tạc lon nè, nhảy dây nè, anh nghĩ là cũng được. Nó rất là nhiều trò, và đặc biệt là làm những cái con diều nè. Dạ. Rồi khi mà rước đèn thì phải làm bằng những cái đèn bằng giấy của mình tự làm luôn. Dạ. Chứ không có sẵn mà lồng đèn để mà mua. Dạ. Những cái ký ức tuổi thơ đó Quốc Đại nghĩ ra phải dư như Quốc Đại thì mới có được, chứ bây giờ là không thấy. Em ít trừ hơn. Sao cũng giống anh Quốc Đại, rất là vui khi mà đến đây. Cái chủ đề ngày hôm nay là cánh én tuổi thơ, thì nhắc lại những cái kỷ niệm hồi xưa thì chắc chắn là không thể thiếu những cái trò chơi dân gian như là kéo co, chơi ô quan, hay là và một cái trò mà hồi xưa mấy bạn bè trong xóm thường rủ nhau tụ tập lại đó, ăn cơm ở nhà thì bố mẹ bắt ăn thì ăn hoài, đánh cũng không ăn. Nhưng mà khi mà cứ tụ tập nhau lại để lấy một cái lon, để cho một cái ít gạo vô để nấu lên á, thì chăn nhau ăn trong cái lon đó. Mặc dù nó rất là nhọ nhem, bọ bôi đẹp mặt, nhưng mà ăn rất là ngon, rất là thích. Và đến bây giờ thì không biết đến bao giờ mình mới chơi lại được những cái trò như thế. Trò chơi gia đình đó ha. Dạ, đúng rồi, mình gọi là chơi nhà chòi. Dạ. Vậy còn cô Võ Hà Trâm đi, tại vì hôm nay chúng ta chọn chủ đề là cánh én tuổi thơ, thì Đình Toàn biết là Võ Hà Trâm em có biết hoặc là có nhớ bài đó không? Trời, sao không biết được, đó là tuổi thơ của em mà. Đêm nay, Đình Toàn hy vọng là tất cả chúng ta sẽ cùng lắng nghe thật nhiều những ca khúc như thế, để cùng nhau chúng ta quay về một miền ký ức của tuổi thơ tươi đẹp. Một lần nữa, cảm ơn ba giám khảo chúng ta. Xin mời. Và bây giờ, chúng tôi mời quý vị chúng ta bắt đầu đến với phần trình diễn đầu tiên trong đêm nay, vòng 3 của chương trình Hãy nghe tôi hát phiên bản nhí. Thưa quý vị khán giả, khi chúng ta nói về những ca khúc của ngày xưa thì chắc chắn là đã có một kho tàng đồ sộ những ca khúc được sáng tác trong rất nhiều những thập niên qua. Và rõ ràng những ca khúc quen thuộc ấy đã vun đắp cho tâm hồn tươi đẹp của rất nhiều những thế hệ trẻ thơ lớn lên. Và bây giờ thì Đình Toàn mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc mà Đình Toàn nghĩ là khi ca khúc này cất lên, không chỉ các em thiếu nhi biết mà người lớn cũng biết nữa, và thậm chí thuộc để hát theo. Toàn nhớ ngày còn nhỏ, khi mà bản thân mình hát ca khúc này lên thì mẹ Toàn hay nói là ba mày làm gì cũng giỏi hết trơn á, vậy theo ổng luôn đi. Thưa quý vị khán giả, một sự kết hợp tuyệt vời của một ca khúc thiếu nhi quen thuộc và một ca khúc nữa mới sáng tác trong những năm gần đây nhưng rất được mọi người yêu mến. Mời quý vị cùng đến với bé Quỳnh Anh. Xin chào quý vị khán giả, con là Quỳnh Anh.
Đến với vòng thi với chủ đề là ca nén tuổi thơ thì con chọn hai bài hát, đó là Quê hương tuổi thơ tôi và bài Vườn cây của ba. Hồi nhỏ thì con với ba là có cùng nhau trồng rất là nhiều loại cây, sáng nào với lại tối nào thì cũng lên chăm rồi tưới. Thì bài Vườn cây của ba là ngay từ khi con nghe tới chủ đề cái nén tuổi thơ là con liền nhớ tới bài đó. Và bài Quê hương tuổi thơ tôi thì là gợi lại những cái hình ảnh hồi xưa mà khi ba cho con về quê là đều có trong bài Quê hương tuổi thơ tôi hết. Hè hay là Tết thì con đều được ba cho về quê để thăm ông bà. Rồi khi mà con về quê thì ông bà dắt con đi xung quanh và nói về những cái kỷ niệm, ví dụ như là dòng sông này đã gắn bó với cái gì, hay là những cái cây ông bà đã trồng như thế nào, và dắt con đi rất là nhiều. Sau đó thì cùng con ngồi lại và hát những cái bài hát ngày xưa. Và con muốn dành tặng bài hát này cho tất cả mọi người, và đặc biệt là ông bà của con. Con muốn là ông bà ở dưới quê xem và ông bà nhớ tới những kỷ niệm mà con đã có với ông bà từ thời thơ ấu ạ.
Thấy chưa, Đình Toàn đã nói đây là một ca khúc mà khi hát lên thì không những là các bé mà cả phụ huynh cũng hát theo nữa. Và chú Toàn thấy rõ ràng là ba cô chú ở dưới hình như ai cũng thuộc Vườn Cây của Ba, đúng không ạ? Quỳnh Anh là hồi nãy thì chú Toàn thấy ở giữa là con có đọc một cái bài về về các loại cây trái. Rồi bây giờ với lại Quỳnh Anh nè, bây giờ chú Toàn thử nha, bây giờ thử đố coi con có biết về có là trái cây không nha. Quả gì hạt chứa màn đêm, đến khi chín tới có thêm mặt trời? Dưa hấu. Chính xác, đó là trái dưa hấu. Trời sao chú Đại ngơ ngác vậy, có biết không? Không. Ba cũng đây là đang suy nghĩ luôn, suy nghĩ đó. Chưa trả lời không, được luôn. Tại gì? Không phải đâu. Tại vì tụi mình trẻ quá, tụi mình không suy nghĩ nhanh như mấy bé đó. Quả gì hạt vỏ đen thui, gội đầu nước tiếng hương thơm xa lừng? Chính xác, trời ơi, rất là giỏi đúng không nào? Có vẻ là con biết rất nhiều cây trái rồi, nhưng không biết là ba cô chú giám khảo của chúng ta sẽ nhận xét như thế nào về tiết mục của con nha. Chú rất là thích cái bài Vườn Cây của Ba, còn bài hát Quê Hương Tuổi Thơ Tôi á, có lẽ là con hát đầu tiên và mới vô và hát bài đó luôn, thế là chú cảm giác có một chút gì đó là chưa có nhập vô cái giai điệu của ca khúc. Nhưng mà qua đến cái phần bài hát Vườn Cây của Ba thì chú cực kỳ thích. Cái giọng của con lúc đó rất rất là sáng và rất là dễ thương. Mà ngay cả cái cách trình diễn của con cũng vậy. Chính cái điều đó mà chú cảm thấy là trong cái bài thứ hai, con có cái sự tự tin hơn. Và chính vì đó con hát cũng hay hơn và tốt hơn. Với một phần trình diễn như thế, Quỳnh Anh đã làm rất tốt phần thi của mình. Chú Bình Sang cũng nói là thích cái bài kia hơn. Bởi vì sao? Bởi vì bài kia đúng với tuổi của con. Cô thấy con rất là thoải mái hát cái bài đó. Con không có sợ cái gì hết. Tại vì sao? Tại vì đó là lứa tuổi của con, và con cảm thấy rất thoải mái, rất tự tin. Nhưng khi mà con hát cái bài Quê Hương Tuổi Thơ Tôi thì cô nghĩ là con đang hơi lo lắng một cái vấn đề gì đó. Cô là cô chưa thấy cái sự tự tin toát ra từ con trong cái bài hát đó. Bởi vì con hát rất là tốt, con có tố chất của nghệ sĩ. Chỉ là suy nghĩ bài hát nào sẽ là cái bài đi chinh chiến, nên con gái nhớ kỹ nha. Chúc mừng con. Xin cảm ơn cô. Thầy Đại không chịu đâu. Quỳnh Anh ơi, dòng nhạc sở trường của con là bolero với quê hương đúng không? Dạ đúng rồi. Đối với chú á, thì hôm nay con chọn hai bài, con xử lý bài hát hai cách khác nhau, chú rất là thích luôn. Và đúng như cô Võ Hà Trâm với lại Lưu Minh Sang nói, thì khi mà ráp lại với nhau thì nó sẽ bị ảnh hưởng về cái tông một xíu. Nhưng mà con cũng đã xử lý rất là tốt rồi. Ở con thì chú đặc biệt rất là thích những cái quảng cao của con, nó rất là trong sáng. Mặc dù là cái bài Quê Hương Tuổi Thơ Tôi là một ca khúc rất hay để có thể giúp mình phô diễn giọng ca trong một cái cuộc thi, nhưng khi chọn thì phải vừa đủ sức mình sẽ là tốt nhất. Và bây giờ sẽ là điểm số của các cô chú dành cho con trong đêm nay. Đêm nay chúng tôi sẽ giữ lại số điểm từ giám khảo ca sĩ Minh Sang. Và bây giờ xin mời số điểm đầu tiên từ chú Quốc Đại, 9,75 điểm dành cho Quỳnh Anh. Cảm ơn chú Quốc Đại. Xin mời cô Võ Hà Trâm, 9,75 điểm dành cho Quỳnh Anh. Cảm ơn cô Võ Hà Trâm. Còn bây giờ chúng ta chúc mừng Quỳnh Anh và mời quý vị đến với phần trình diễn tiếp theo. Tạm biệt những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của thí sinh Quỳnh Anh. Chúng tôi mời quý vị gặp gỡ Tiễn Dũng. Cậu bé sẽ đưa chúng ta đi về một vùng quê với mênh mông biển lúa. Và bây giờ sẽ là những ca khúc được sáng tác từ nhiều năm trước. Và có thể đến ngày hôm nay thì những hình ảnh ấy không còn quen thuộc với chúng ta nữa. Nhưng giai điệu đẹp, lời ca đẹp chắc chắn sẽ động lại rất lâu trong lòng tất cả mọi người. Xin chào quý vị khán giả. Con tên là Tiến Dũng và con rất vui khi được quay lại với mọi người. Đối với con thì bây giờ tuổi thơ con nó vẫn chưa phải là xa lắm. À, tuần này thì con sẽ chọn hai bài hát, đó là Em Đi Giữa Biển Vàng và Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày. Con được bố con gợi ý cho con về hai bài hát này. Và bố con cũng nói với con là phải thật là hồn nhiên, thật là trẻ thơ để truyền tải một cái thông điệp rõ nhất cho mọi người, cảm xúc nhất cho mọi người. Hai bài hát này là hai bài hát rất là xa xưa rồi, từ thời cha ông bà của con. Những cái câu từ, những cái hình ảnh trong bài hát này thì con chưa từng được trải qua. Nhưng mà khi hát bài này lên thì con lại cảm thấy mình như là một cậu bé từ đang ở trong một cánh đồng, đang đi đưa cơm cho mẹ đi cày, rất là vui ạ. Và con phải cố gắng làm sao để truyền tải cho mọi người một thông điệp thật là cảm xúc ạ. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe một liên khúc Em Đi Giữa Biển Vàng và Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày. Và hãy cùng chúng tôi chào đón một cậu bé cào lêu nghêu nhưng rất đáng yêu, đó chính là Tiến Dũng.
giữa biển vàng, nghe mênh mang trên đồng lúa hát, hương lúa chín thoang thoảng bay, làm lung lay hàng cột điện, làm sao động cả dặm cây. Em đi giữa biển vàng, nghe mênh mang trên đồng lúa hát, bông lúa chiếu trong lòng tay như đựng đầy mưa gió nắng, như mang nặng giọt mồ hôi của bao người nuôi lúa lớn. Lúa ơi của bao người nuôi lúa lớn, lúa soi rực rỡ, gió lùa tóc em bay, gió cơm trên tay em đi đưa cơm cho mẹ vui đi cày. Mẹ ơi mẹ nghỉ tay, trời chưa vừa trong bóng, mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chăn chăn trâu. Mai lúa thơm xóm thơm làng, lúa thơm lừng cả bàn tay, mà thơm nắng hôm nay khi em đưa cơm cho mẹ vui đi cày. Quân diệt Mỹ mồ hôi cuối thư thăm, lúa xuân thêm bông ngô khoai xinh tươi, ai dọi dáng tay cày. Mẹ ơi mẹ hẳn vui, chiều qua đọc thư bố, lời bố khen con nhớ, mẹ đảm đang con chăm ngoan lúa lên màu. Mai đây chiến thắng bố về, sẽ nghe mẹ kể chuyện con, rằng con bé lon ton khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày. Mai đây chiến thắng bố về, sẽ nghe mẹ kể chuyện con, rằng con bé lon ton khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày. Khi con đưa cơm cho mẹ vui. Mồ
một liên khúc rất là dễ thương và mang lại cho chúng ta những cái hình ảnh như là ngày xưa ở trên cánh đồng vậy. Chúng ta thấy là tái hiện trên sân khấu một hình ảnh một cái cánh đồng lúa rất là đẹp. Vậy thì các cô chú thấy sao ạ? Chú rất là thích hai bài này luôn á. Đây là hai ca khúc hồi nhỏ là chú đã mê từ nhỏ rồi. Cảm ơn con đã đem đến chương trình và cho chú nghe lại hai ca khúc này. Chú đặc biệt rất là thích giọng của con, rất là vang, rất là sáng. Khi mà con hát những cái câu đầu tiên là chú nổi da gà luôn á. Ở cái bài này con hát rất là sạch sẽ cả hai bài. Nhưng mà giá như con hát mềm một xíu nữa, nó mềm là chú mềm hát mãi một xíu nữa, chú hát cho con nghe, con hiểu, dễ hiểu hơn. Tôi đi giữa biển vàng, nghe mênh mông đồng lúa hát. Mượt hơn một xíu thôi, để con đưa khán giả đến thăm một cái đồng lúa là cái tiết mục này sẽ rất là tuyệt vời. Chú cũng đồng ý với chú Quốc Đại là con có một cái giọng rất là khỏe, rất là mặn, và chú cũng rất thích giọng của con. Khi mà con hát nó rất là sáng và rất là vang luôn. Đó cũng là một cái điều mà con cần phải chú ý hơn, bởi vì khi mà mình có một cái giọng khỏe như thế, mặn như thế thì mình hát thường mình sẽ hay bị tống hơi rất là nhiều. Nghe nó chưa có được mềm. Toàn cái phần trình diễn của con rất là hay, rất là chú rất là thích, nhưng con nên để ý một chút về cách xử lý bài hát. Mình phải có những cái đoạn nó nhẹ nhàng, nó mềm mại rồi bắt đầu mình mới mặn mẽ hơn, mình hạ nam nhi hơn. Cô theo con từ mấy vòng trước tới vòng này thì cô thấy con khắc phục được cái nhược điểm, đó là con dùng sức. Cho cái bài này thì cô thấy là con tiết chế được cái việc là con dùng sức, nhưng mà tiết chế bớt thôi, nhưng mà nó vẫn còn. Không phải cái nào lên cao mình cũng phải là hát to, mình phải coi theo cái lời bài hát nó đang nói về cái gì. Giọng con nó đã sáng sẵn rồi, giọng con nó rất là tình cảm, con có sẵn cái nhạc cảm trong người, bây giờ là chỉ cần tiết chế và tìm hiểu cái nội dung, cái lời câu hát đó là gì. Con hát lại một cái câu trong bài hát vừa rồi, những nốt cao, bây giờ con hát tông thấp hơn mà nhẹ lại, cô nghe thử xem. Em đi giữa biển vàng, nghe mênh mang trên đồng lúa hát, bông lúa chín thoang thoảng. Cái chín, con có thể bông lúa chín đơn. Con thể luyến cái nốt gió lên. Cho nên là mình phải kỹ hơn, về nhờ ba mẹ nghe giùm con. Con hát ba mẹ có thấy thoải mái không? Quan trọng là con hát mà mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái, và con phải cảm thấy thoải mái. Cho nên không cần phải hát quá cao, con trai nha. Tại vì con giọng con rất là đẹp, thật sự. Cô hy vọng là con sẽ thấy một tiếng Dũng càng phát triển hơn trong những vòng sau nữa. Chúc mừng con. Cảm ơn cô ạ. Rồi bây giờ sẽ là số điểm của các cô chú dành cho con trong đêm nay. Xin mời cô Võ Hà Trâm. 9,75 điểm. Chúc mừng Tiến Dũng. Xin mời chú Quốc Đại. 9,75 điểm của chú Quốc Đại dành cho Tiến Dũng. Số điểm từ chú Minh Sang sẽ được giữ lại cho tới cuối vòng 3 này. Một lần nữa chúng ta chúc mừng Tiến Dũng và mời quý vị đến với thí sinh tiếp theo. Và bây giờ Đình Toàn mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc mà có thể xem là một trong những bài top hit của những năm 90, đưa tên tuổi của một nhóm nhạc nữ gắn liền với tất cả chúng ta, đó là nhóm Tic Tic Tac. Và đặc biệt trong ca khúc này có hai câu mà Đình Toàn rất là thích, đó là tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời. Đúng vậy, tuổi thơ rồi sẽ qua đi, nhưng những ký ức tươi đẹp của tuổi thơ chắc chắn sẽ còn mãi. Xin chào quý vị khán giả, con là Hà My. Đến với vòng 3 này là cánh én tuổi thơ, thì con đã chọn ca khúc Ngày Xưa Ơi. Tại vì ngày xưa thì con có rất là nhiều các kỷ niệm đẹp, nhưng mà kỷ niệm mà con nhớ nhất là lần đầu tiên mà con hát được một bài hoàn chỉnh. Và lúc đó là ba mẹ đã quay video lại cho con, mà con lại còn hát bài đó bằng tiếng Anh. Giờ thì khi mà nghe lại, xem lại cái video đó thì con cảm thấy rất là hoài niệm và rất là dễ thương. Hồi nhỏ là giống như đi đâu là con cũng ngân nga trong miệng cái câu hát của cái bài đó, thì con cảm thấy âm nhạc giống như là một thứ mà để mình giải tỏa nỗi buồn, nỗi lòng của mình, hoặc là mình có thể nghe khi mà mình cảm thấy chán để mình thư giãn hơn. Đối với bài hát Ngày Xưa Ơi thì con muốn gợi nhớ về ngày xưa, ngày thơ bé của con, và con mong là cái ức tuổi thơ này nó sẽ theo con dài dài luôn. Chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của bé
Hà My và Hà My sẽ đưa chúng ta về miền ký ức của tuổi thơ để chúng ta khẽ gọi ngày xưa ơi. Một bài hát quen thuộc của nhiều năm trước mà chắc chắn là khi nghe thì chúng ta nghĩ là chú Toàn nè, như chú Đại nè, cô Tâm, chúng Sang chắc chắn là cũng sẽ biết. Và giờ nghe lại nó rất là đầy cảm xúc. Nhưng mà chú Toàn hỏi nè, với Hà My, con có biết con diều không? Dạ biết. Vậy con có biết cách làm con diều không? Dạ, cách làm con diều thì con chưa biết, nhưng mà con chỉ nhớ là hồi xưa ba con hay dắt con đi chơi thả diều nhiều lắm. Một ngày nào đó chú Tài nghĩ, nên nếu Hà My á, tức là nói là ba rảnh, chú Tài nghĩ là ba con biết làm, thử rủ ba cùng làm lại một con diều bằng giấy rồi đi thả xem sao, nó cũng sẽ rất là đặc biệt. Mà ký ức thả diều nó cũng vui lắm á. Em đi thả diều, em đâu có đồng quê đồng cỏ đâu mà em thả. Em lên sân thượng nhà em thả. Mà em phải chọn cái ngày mà nó có nhiều gió, mà cái ngày nhiều gió thì nó sẽ mưa, nên cái nóc nhà là phải có cái thang để leo. Xong rồi các em thả, tại gió gần mưa mà gió thả vui quá, quay lại cái thang nó rớt đâu mất rồi. Mà bây giờ nhảy xuống là gãy chân. Mà ở trên đó trời mưa sét nó quánh liền. Em ngồi đó em nhà lên, ủa thấy sao còn ở trên mà ngã cái thang. Nhiều thì đứt dây bay rồi, có còn con nhỏ ngồi trên chờ không xuống được. Có rất nhiều ký ức qua một cái bài hát đúng không? Và đó cũng chính là những điều mà chương trình muốn mang đến. Và bây giờ chúng ta quay lại phần trình diễn của Hà My. Cái bài này á là cô thấy con hát rất là lạ đó, tại vì cái giọng của con là cái giọng R&B, cái giọng nhạc của R&B, mà cái bài này cái bài ballad rất là nhẹ. Thì khi mà con đưa cái giọng con vào cái bài này, cô nghe cái chất nó lạ lạ trên một cái bài hát đã rất là quen thuộc rồi. Cô thấy cái sự mới mẻ ở đây trong cái cách hát của con. Dạ. Nhưng mà cái vấn đề là bài này nó cần hơi dài, mà hơi con thì nó không có đủ. Một tí xíu thì bây giờ mình về mình tập hơi cho nó dài ra tí, để chi mình ngân cho cái câu nó đông đầy một tí thì con hát nó sẽ tình cảm hơn nha con gái nha. Nhưng mà con hát cái bài này con thấy nó có cái lạ rất là dễ thương, có riêng con đó. Chúc mừng con. Cảm ơn cô. Thật sự mà nói thì khi mà con mới bước ra đó, chú rất là thích luôn, bởi vì con có một cái ngoại hình rất là xinh xắn, rất là dễ thương, một cái bộ đồ cũng rất là đẹp nữa. Và khi mà con cất giọng hát lên thì đúng như cô Hạ Trâm nói là con có một cái giọng rất là lạ R&B và hát một cái bản ballad. Và nghe cái ca khúc này chú cũng nghe rất là nhiều rồi, nhưng mà khi mà nghe con hát chú rất là thích. Bởi vì đầu tiên là cái giọng của con lạ đã, và khi mà con hát ca khúc này chú cũng thấy cái màu sắc nó mới hơn. Nói chung là về cái phần trình diễn này, với cái sự dàn dựng của vũ đoàn và cái cách trình diễn của con với giọng hát của con thì chú khá là thích. Con mới có 12 tuổi thôi mà. Yeah. Sau thời gian này con sẽ rút nhiều kinh nghiệm hơn nữa, và tập như cô Trâm nói, con phải tập hơi nhiều hơn để hát được những ca khúc này ngày một hay hơn. Cảm ơn con rất nhiều. Chú muốn rằng Hà My sẽ giữ được cái tinh thần khi mà ra sân khấu, đó là thoải mái nhất có thể. Để có được cái tinh thần đó thì con phải tập luyện, phải con luyện thật là kỹ cái tiết mục của con, rèn luyện sao cho mình để có thể truyền tải được cái nội dung của bài hát. Chú thấy là con rất là thông minh, khi mà con biết cái hạn chế của con là cái trường hơi của con thì nó ngắn, nên cái cách xử lý bài và con sắp xếp từ ngữ để con lấy hơi, chú thấy rất là hợp lý. Và cái đó là cái thông minh của con, thì con phải giữ cái đó. Và bây giờ là chú muốn rằng là như chú nói từ đầu là con phải giữ tinh thần, tôi lên sân khấu là tôi phải thoải mái hết. Chú xem con hát, chú cảm thấy là ở con thoải mái lắm, con không có phải lo lắng một cái gì cả. Ngay cả việc tôi ra tôi hát nè, giờ tôi lấy hơi cái tôi hụt hơi cái cũng không sao. Cái đó là một cái sự thoải mái của mình. Và người nghệ sĩ đi ra sân khấu là phải thoải mái như vậy. Và để giữ được cái thoải mái đó
thì con phải có một cái nền tảng tốt, đó là cột hơi thật vững. Và cái quãng giọng của con cần phải tập làm sao cho nó phát triển nữa, nó rộng ra nữa. Yeah. Nhưng mà ở độ tuổi con thì bây giờ mình không có thể đòi hỏi được nhiều. Bây giờ là cái vô tư là cái cần nhất ở độ tuổi con. Tôi thích là tôi hát, tôi thích ca khúc này thì tôi sẽ trình bày ca khúc này theo cái kiểu của tôi. Và cái tinh thần đó thì chú rất là hoan nghênh ở cái độ tuổi này. Rồi, cảm ơn các cô chú rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là số điểm các cô chú dành cho phần trình diễn của con trong đêm nay. Xin mời chú Quốc Đại. Xin chào cả nhà. 9,5 điểm dành cho Hà My. Cô Võ Hà Trâm là 9,5 điểm cho phần trình diễn của con đêm nay. Cảm ơn cô. Cảm ơn các cô chú. Chúng ta sẽ biết được số điểm của chú Minh Sang khi vòng 3 kết thúc. Một lần nữa, chúc mừng Hà My. Phần trình diễn của bé Hà My đã kết thúc phần thi của đêm nay. Thưa quý vị khán giả, vậy là chúng ta đã đến với đêm đầu tiên của vòng 3 trong chủ đề Cảnh Én Tuổi Thơ. Và bây giờ sẽ là một món quà gửi đến quý vị trước khi chúng ta chia tay quý vị nhé. Đó là một ca khúc quen thuộc, chắc chắn mang quý vị về cái tuổi thơ mà chúng ta thường hay ham chơi những chiều lang thang trên đường đi ngoài đồng, tới khi mà nghe tiếng từ xa xa mẹ gọi về ăn cơm, Út ơi ở đâu về ăn cơm, thì mới giật mình ba chân bốn cẳng chạy về. Và chắc chắn đó là những ký ức tươi đẹp mà nữ nhạc sĩ Sa Huỳnh đã mang đến cho chúng ta trong ca khúc Về Ăn Cơm. Và mời quý vị chào đón phần trình diễn của một trong những vị giám khảo của chúng tôi đêm nay, ca sĩ Minh Sang. Sáng sớm đi bắt cua đồng, đi tha xiêu, vì sao nô đùa bên đám bạn, nơi lũy tre chơi trốn tìm. Khói bếp cay mắt mẹ già, bên bếp lò cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn cơm. Bước tôi bao la bát ngát, dòng sông cuốn cong suốt quê tôi lượn vòng. Quê tôi mênh mông lúa mới, cò bay là lời câu hát ai à. Chiều chiều nhớ về chốn xa, một thời con nít còn chăn trâu. Mặc dù tôi có ở nơi xứ người, tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà. Chơi trốn tìm khói bếp cay mắt mẹ già, bên bếp lò cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm. Ôi trời đẹp quá ha. Xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm.
trình diễn của vị giám khảo chúng ta, ca sĩ Minh Sang. Và thưa quý vị khán giả, bây giờ trên sân khấu chúng tôi đó chính là Tiến Dũng, Hà My và Quỳnh Anh. Và chúng ta đã vừa theo dõi ba thí sinh của chúng tôi trong đêm thi đầu tiên của vòng 3 với chủ đề Cảnh Én Tuổi Thơ. Phần trình diễn của ba thí sinh còn lại là Thiên Nga, Nhật Minh và Đức Danh sẽ như thế nào và ấn tượng ra sao? Mời quý vị đón xem tuần sau vẫn là chương trình Hãy Nghe Tôi Hát Phiên Bản Nhí. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng Z-Tudio phối hợp thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nghe tôi hát phiên bản nhí trong đêm thi tiếp theo với phần tranh tài của Đức Danh, Thiên Nga và Nhật Minh. Quý khán giả, các bạn và các em thiếu nhi sẽ gặp lại những ước mơ của chính mình qua từng bài hát, từng câu chuyện được chia sẻ. Hồn nhiên, tươi sáng và trong trẻo. Bông bình bông, hồi chuông ngân vang khắp nơi, trong khúc ca đầy tình yêu tôi sang người. Bông bình bông, cờ về giữa tiếng chuông ngân, hơi phất cao lên lá cờ hòa bình. Phần trình diễn của con nó rất là hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh về giọng hát, hoàn chỉnh về mặt bố cục sân khấu và tinh thần, con đều có rất là tốt. Cái gương mặt con rất là sáng sân khấu luôn á. Con rất là chủ động trong cái phần trình diễn sân khấu và chủ động trong cả giọng hát của mình nữa. Cao, thấp và cực kỳ rõ lời luôn. Phần trình diễn này xuất sắc. Mời quý khán giả đón xem Hãy Nghe Tôi Hát Phiên Bản Nhí chủ đề Cánh Én Tuổi Thơ, phát sóng vào 21 giờ thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2020 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2020 trên truyền hình Vĩnh Long 2.